đổi thất thường làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Và ở thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đang ghi nhận số lượng người lớn tuổi nhập viện mắc bệnh viêm phổi đang ngày càng tăng cao. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về bệnh viêm phổi ở người lớn tuổi. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu chương trình, chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị một tách cà phê sáng, quý vị nhé. Đến với chủ đề viêm phổi ở người cao tuổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Thuận. Dạ, chào bác sĩ ạ. Chào MC ạ. Thưa bác sĩ, thì cùng là những cái bệnh về đường hô hấp ở người cao tuổi, thì bác sĩ có thể cho biết là bệnh viêm phổi và viêm phế quản thì nó có giống nhau hay không ạ? Thì về viêm phổi và viêm phế quản thì nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn cứ hình dung trên cấu trúc của một lá phổi, nó hình dung như một cái cây vậy. Thì cái thân cây là đường dẫn khí lớn, và những nhánh và cành của nó gọi là những đường dẫn khí nhỏ. Thì đường dẫn khí nhỏ nó tương đương với những phế quản, còn những lá cây xung quanh đó là những nhu mô phổi. Vậy viêm phế quản là gì? Viêm phế quản là viêm những đường dẫn khí nhỏ. Thì đường dẫn khí nhỏ đó là những cái nhánh và cành cây. Còn cái viêm phổi tức là tổn thương tại nhu mô phổi. Nhu mô phổi là những cái lá cây xung quanh. Các bạn hình dung như vậy cho nó dễ hiểu thế nào là viêm phế quản và viêm phổi. Cảm ơn bác sĩ. Thì như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì em có thể tưởng tượng được rằng là cái hệ hô hấp của chúng ta giống như một cái cây, nó sẽ có rất là nhiều những cái nhánh. Khi mà những cái nhánh này mà bị viêm ấy, thì gọi là viêm phế quản. Còn khi mà những cái nhu mô mà bị viêm thì gọi là viêm phổi. Vậy thì đối với những người mà lớn tuổi ấy, thì khi mà họ bị viêm phổi thì liệu là sẽ có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng như thế nào để có thể phát hiện hả bác sĩ? Thực chất viêm phổi ở người lớn tuổi nó sẽ có những điểm rất là khác so với người trẻ. Điểm khác này là gì? Thì đa phần là sẽ không có sốt cao, và thậm chí là không sốt luôn. Nhất là những cái người mà lớn tuổi nè, lú lẫn nè, không đi lại được hoặc là ăn uống kém, thì những triệu chứng nó hoàn toàn không giống như những người trẻ. Nó khác nhau chỗ đó nên rất là khó phát hiện đối với những cái viêm phổi ở những người lớn tuổi. Dạ, bác sĩ thân mến, thì cái bệnh viêm phổi ở người lớn tuổi rất là khó phát hiện như vậy, thì nếu như mà trong một thời gian dài mà chúng ta không phát hiện thì liệu là nó có ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe đối với họ hay không ạ? Chính vì là mình không có phát hiện kịp thời nên thường sẽ dẫn đến những cái biến chứng nếu như chúng ta để lâu. Ví dụ như là có thể làm cho bệnh nhân tổn thương phổi nhiều hơn, làm cho suy hô hấp, thậm chí là nặng nề hơn có thể gây nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan. Liệu là có dẫn đến ung thư không bác sĩ? Vấn đề ung thư thì hoàn toàn không đâu nha. Có thể mình để nó viêm phổi tới đi tới lại á, có thể gây nên cái tình trạng gọi là giãn phế quản thôi, chứ còn mà về ung thư thì chưa có, không ghi nhận điều đó nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì bác sĩ thân mến, liệu rằng là cái viêm phổi á, thì mình hiện nay á, đang có những cái phương pháp nào để điều trị, và liệu rằng là chúng ta có thể điều trị một cách dứt điểm được cái bệnh này hay không á bác sĩ ha? Vấn đề điều trị về viêm phổi thì đầu tiên đó là mình phải chẩn đoán xác định có viêm phổi không. Viêm phổi do tác nhân gì? Viêm phổi có nhiều tác nhân, ví dụ như do vi trùng, do nấm và thậm chí là virus. Thì dựa vào cái tác nhân đó để cho những cái phác đồ điều trị thích hợp. Ví dụ như vi trùng mình dùng kháng sinh, virus mình dùng kháng virus, và thậm chí là nấm là có thể dùng thuốc kháng nấm. Thì đó là tùy thuộc vào cái tác nhân gây bệnh và tình trạng viêm phổi như thế nào, mình sẽ có những cái phác đồ điều trị thích hợp. Và nếu như chúng ta điều trị đúng thì bệnh nhân hoàn toàn có thể cải thiện. Bác sĩ thân mến, thì đối với những người lớn tuổi bác sĩ thì thường là sức đề kháng của họ cũng sẽ bị giảm đi. Vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào dành cho những người lớn tuổi để họ có thể bảo vệ về cái sức khỏe của mình, về cái đường hô hấp của họ hay không ạ? Cảm ơn câu hỏi của MC. Chuyện điều trị là đương nhiên rồi, cái vấn đề dự phòng mới là vấn đề quan trọng.
Thì đối với những người cao tuổi mà bác sĩ rất là hay khuyên, cái vấn đề đầu tiên đó là nên chích ngừa cúm, chích ngừa phế cầu, để sao mình tạo một cái kháng thể để cho bảo vệ, để cho mình không phải bị nhiễm trùng hay là viêm phổi nặng. Vấn đề thứ hai á, là liên quan tới lối sống và sinh hoạt. Tại sao? Thứ nhất á, là phải ở một cái nơi gọi là môi trường nó thật sự thông thoáng, thoáng khí ha. Giảm những cái tác nhân, ví dụ như là hút thuốc lá, thuốc lào thì nên bỏ đi. Đó. Thứ hai là khi gặp trời lạnh thì sao? Thì đã phải giữ ấm, hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh. Sức đề kháng đã yếu rồi mà gặp những cái môi trường như vậy là người ta rất là dễ bị bệnh. Rồi, vấn đề thứ ba là tăng cường sức đề kháng bằng cách nào? Là uống đủ nước. Ví dụ một ngày mình có thể uống đủ thực khoảng 1 lít rưỡi tới 2 lít nước, ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau xanh vì nó cung cấp những vitamin giúp cho sức đề kháng của những người cao tuổi được tốt hơn. Đó là những cái vấn đề mình giúp dự phòng tốt ở những bệnh nhân lớn tuổi khỏi bị viêm phổi ha. Dạ. Cảm ơn những thông tin chia sẻ rất là bổ ích vừa rồi từ bác sĩ. Và bây giờ thì ly cà phê của chúng ta cũng đã được rồi. Thì xin mời bác sĩ sẽ cùng thưởng thức ly cà phê và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thật là nhiều năng lượng bác sĩ nhé. Cảm ơn MC ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Cà phê Sức khỏe ngày hôm nay. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những số tiếp theo của chương trình vào sáng thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng với những thông tin sức khỏe vô cùng thú vị quý vị nhé.